Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào chủ trì hội nghị. Năm 2022, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất nước đạt hơn 33.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra, thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận tập trung làm rõ các nội dung công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, công tác bảo vệ môi trường và xử lý rác thải, việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Trong năm 2023, cấp ủy chính quyền các cấp trong thị xã tiếp tục đề cao hơn nữa tính chủ động sáng tạo trong quá trình chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quan tâm đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn. Tập trung vào các giải pháp về phát triển sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thị xã,